Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nốt phần bài tập tô màu cho các phương tiện giao thông. Và ở đây có cái máy bay này, cái ô tô này và cái gì nhỉ? Cái thuyền buồm thì các bạn sẽ thực hiện tô màu lần lượt nhá. Trước khi để thực hiện tô màu thì chúng mình cần phải hoàn thiện những nét đứt ở trong bài đã đúng nào. Ở đây thì mình có sử dụng chuẩn bị màu. Màu để thực hiện tô thì có màu nước và màu sáp. Sử dụng màu daily rất là an toàn, thân thiện với da tay và không bị ảnh hưởng cũng như là gây ô nhiễm môi trường nhá. Chúng ta sẽ chọn màu đen trước nhá. Màu đen này để vẽ những cái nét đất nhá. Và chúng ta sẽ tô màu chiếc máy bay trước nhé. Máy bay này mình tô màu gì nhỉ? Mình sẽ chọn một màu đỏ để mình tô nha. Các bạn nhớ là khi tô, các bạn cầm bút bằng tay phải và cầm bằng ba đầu ngón tay cho mình như thế này nhé. Tiếp theo chúng ta cùng nhau tô đám mây nhá. Đám mây chắc sẽ là phải tô màu xanh nước biển đúng không nào? Xanh da trời. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần tô màu cho chiếc máy bay màu đỏ và những đám mây màu xanh rồi. Vì thời lượng của kênh không còn nữa nên mình xin phép dừng video tại đây. Thì mai chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần tô màu còn lại nhé. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nha. Chào tất cả các bạn.